Xin chào các bạn, đây là video hướng dẫn rất chi tiết, đơn giản, rất dễ để tạo ra một video TikTok dạng thả thính nhá. Đây, bây giờ, ví dụ, chúng ta có một cái video gốc là video như này. Viêm họng uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Rồi, đấy, làm sao đấy để chúng ta có một cái video nói về sức khỏe như này thôi, nhưng mà lại biên tập được dưới dạng là video thả thính. Để cho nó có hiệu ứng cho nó hay. Rồi, thì bây giờ chúng ta cần có một cái nhạc nền đã. Đây, nhạc nền đây. Đấy, thì nhạc nền này chúng ta có thể là tạo cái video nhạc nền này trên TikTok ấy. Các bạn cứ đào về thôi. Thì tí nữa thì tôi chỉ cho bạn cách để dựa vào hai cái này. Một là video gốc, hai là video nhạc này, để có một video thả thính của mình. Cách làm đơn giản như sau nhá. Đơn giản này. Đây này, mình vào CapCut. Bước 1 là mình vào CapCut. Bước 1 rất quan trọng nha, các bạn ghi vào giấy cũng được. Bước 1 là vào CapCut. Rồi. Bước 2 là mình kích vào phần dự án mới của CapCut. Dự án mới tức là video mới ấy. Rồi mình thêm cái video gốc của mình vào. Video gốc là video mình quay thô ấy. Đây này. Mình thêm nó vào, cái này rất dễ rồi đúng không ạ? Rồi. Sau đó mình bấm đi cho nó chạy. Mình bấm cho nó chạy. Viêm họng uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Rồi, hết đau. Đấy, từ đầu đấy thì mình bấm dừng nó lại. Đấy, nếu mình chưa biết thì mình kéo ngược lại. Dần dần hết đau. Đấy, hết đau cái. Là mình dạ, là mình cho dừng luôn. Bây giờ mình cần phải tách cái video này ra. Từ cái đoạn mình dừng đấy trở về phía trước và từ cái đoạn mình dừng trở về phía sau thành hai đoạn. Thì mình kích vào nút chỉnh sửa này này. Mình kích vào phần tách. Đấy, thế là hai đoạn rồi. Đấy, nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy cái chấm trắng là hai đoạn rồi. Ok. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ kích vào cái phần đoạn sau này này. Đấy. Đoạn sau này mình sẽ vào phần tốc độ. Và mình làm kích vào chữ bình thường này. Kích vào bình thường này để mình kéo cái này nó xuống còn 0,5 thôi. Đấy. Rồi. Đấy, nó là như vậy. Thậm chí là kéo xuống nữa thì còn 0,4 thôi này cho nó dài ra. 0,3 thôi nữa cho nó dài ra. Muốn cái đoạn này là đoạn dài ra để phải chuẩn bị có nhạc bốc vào trong này mà. Ok. Rồi chúng ta chỉ nút V này là coi như hoàn thành rồi. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ xem lại nhé. Uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Rồi, thấy nó chậm rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục chèn hiệu ứng cho cái đoạn video cuối này này. Rồi kích vào nó. Chúng ta sẽ kích vào nó này. Xong chúng ta kích vào nút trở về đây để về cái trang chủ. Trở về. Đấy, trở về để không có chữ trở về nữa. Thì tức là trở về hết rồi. Chúng ta sẽ kích vào phần hiệu ứng. Đấy, kêu vào hiệu ứng video. Rồi, hiệu ứng video. Chúng ta kéo sang bên này. Kéo sang cái phần tình yêu này. Đấy. Đấy, kéo sang phần tình yêu. Rồi, thì không có chương trình giải trí, không có, không có. Để tìm trên cho các bạn nha. Rồi không khí, không khí. Kích vào không khí. Hiệu ứng kích vào không khí này. Xong kích vào phần kéo dưới đây này. Có va chạm tên lửa này. Đây. Đấy, đẹp không? Kích vào nút V này là chọn được hiệu ứng rồi. Đấy. Thế cái này mình thấy nó chưa khớp với cái trắng này lắm. Thì mình kéo, ấn chuột vào. Mình ấn với cái tay vào. Mình kéo ra thì kéo ra cho nó khớp nhau. Dạ. Đấy, thì bây giờ nó thành như dần này. Dần hết đau. Mấy hiệu ứng đẹp không? Đấy, đấy. Rồi. Thế bây giờ mình chèn nhạc thôi. Mình lại trở lại đoạn đầu tiên này. Mình kéo trở lại đoạn đầu tiên này. Mình chèn nhạc. Rồi, muốn chèn nhạc gì đấy thì mình lại phải quay trở về trang chủ của chỗ này này. Cứ cho về hết. Cho về hết tức là trang chủ rồi. Mình lại chèn âm thanh vào thôi. Kích vào âm thanh này. Kích vào đã trích xuất này. Mình tìm cái video âm thanh của mình vừa nãy đâu. Đây này. Nhạc to quá thì mình ấn vào nhạc này, ấn vào cái đoạn có nhạc này này. Để ấn vào đúng cái chỗ xanh xanh này, ấn vào đây này. Xong kích vào phần âm lượng. Mình kích vào phần này để 3 thôi. 3, 4 này. Rồi. 3 hoặc 4 đều được. Kích vào nút V. Cứ chỉnh sửa xong cái gì phải cấn vào nút V này. Rồi. Xong mình kéo lên đây, mình thấy là cái nhạc này nó bị thừa. Thế mình tay mình đặt vào đây này. Rồi mình kéo lại, kéo.
Đấy là đúng đến cái chỗ mà gọi là đoạn 1 thôi. Có nhớ chúng ta vừa tách này là hai đoạn không? Thì đúng chỗ đoạn 1 này thôi. Nhạc nó bé. Bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Đấy. Thì bắt đầu từ cái đoạn 2 này đi, mình lại chèn nhạc tiếp. Mình lại quay trở lại. Quay trở lại đây. Mình lại thêm âm thanh. Xin lỗi các bạn, không phải thế. Mình lại vào trích xuất, đã trích xuất. Mình thêm âm thanh, mình lại vào trích xuất để lấy cái nhạc vừa nãy. Mình lại trích xuất tiếp cái nhạc mình có sẵn trong máy của mình ấy. Nhạc này mình đào trên TikTok. Đấy. Thế này. Dần hết đau. Đấy, thấy không? Là to rồi, cái đoạn này có 3 rồi. Cần bỏ thêm tí muối. Rồi, thì mình lại kích vào đây để mình cắt nó đi. Mình để tay vào đây, để tay vào đây này. Kéo hết, để tay vào đây này. Kéo hết nó quay trở lại. Đấy, chỉ đến đây thôi. Và bây giờ mình có video rồi. Video của mình. Viêm họng uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Đấy. Đấy không ạ? Rồi, ok. Rồi, chúng ta xuất nó ra này. Kích vào đây. Rồi, chúng ta xuất nó ra. Rồi. Đã xong. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ nó lên trên TikTok luôn. Viêm họng uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối dần dần hết đau. Hả? Đấy, cái con nút tiếp. Để mình đăng lên thôi. Tiếp này. Rồi mình viết điều gì đó này. Rồi mình đăng lên thôi. Bây giờ cách chữa viêm họng. Đấy. Rồi mình không đăng nữa thì mình nhấn con nút nhé. Squid Game, có mấy trò chơi? Đơn giản không ạ? 6.